là vị hoàng đế thứ 13 và cũng là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn. Con số bí ẩn 13 dường như gắn liền với cuộc đời của vua Bảo Đại. Còn đối với phương Tây, con số 13 lại được cho rằng là con số đem lại vận đen, nên người Tây họ đặc biệt kiêng kỵ số 13. Nhưng có một nhân vật lại cực kỳ hạp mạng với con số 13 này. Đó chính là Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Có thể nói đây con số xui xẻo, như là cách dự báo về cuộc đời nhiều thăng trầm, buồn khổ và thậm chí là có phần tai tiếng của vị vua bị thất thế này. Bảo Đại tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, thoái vị năm 1945 khi cách mạng tháng 8 thành công. Sự kiện ông rời khỏi ngai vàng cũng là sự kết thúc của chế độ quân chủ tại Việt Nam. Ông qua đời tại Pháp năm 1997, thọ 83 tuổi. Ngoài vai trò là ông vua cuối cùng, cuộc đời Bảo Đại được nhắc đến nhiều nhất với lối sống hưởng thụ và chuyện tình ái với nhiều phụ nữ xinh đẹp. Ngoài ra, khi kể về ông, người ta cũng thấy kỳ lạ vì sự gắn bó với con số 13 định mệnh. Có thể kể đến những con số 13 liên quan đến vị quân chủ cuối cùng của Việt Nam như sau. Bảo Đại sinh ra tại Kinh Thành Huế năm 1913, ngày 22 tháng 10. Ông là con của vua Khải Định và cung nữ Hoàng Thị Cúc, tức Thái Hậu Từ Cung, phong hiệu chính thức là Đoan Huy Hoàng Thái Hậu. Đến nay, nhiều học giả vẫn đặt dấu hỏi lớn về thân thế của Bảo Đại, về việc người cha thực sự của ông là ai, vì theo các ghi chép lịch sử, vua Khải Định bị vô sinh và không thích gần đàn bà. Hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy được tấn phong Đông Cung Hoàng Thái Tử năm 1922. Vua Bảo Đại lên ngôi năm 13 tuổi. Năm 9 tuổi, chính xác là ngày 28 tháng 4 năm 1922, Hoàng tử Vĩnh Thụy được xác lập là Đông Cung Hoàng Thái Tử. Sau đó, ông trở thành con nuôi của vợ chồng cựu khâm sứ Trung Kỳ là Jean-François Eugène Trác và được đưa sang Pháp học. Ngày 6 tháng 11 năm 1925, vua cha Khải Định mất, ông về nước thọ tang và đến ngày 8 tháng 1 năm 1926, Vĩnh Thụy lên ngôi. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, nhà vua đã trở lại Pháp, tiếp tục học hành, đến năm 1932 mới về nước, bắt đầu trị vì. Với việc nối ngôi Khải Định, Bảo Đại trở thành vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn, triều đại này bắt đầu từ Gia Long và những vị vua tiếp theo đó gồm Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại. Bảo Đại trị vì trong 13 năm, tính từ lúc được tôn làm vua, sau khi vua cha qua đời, đến khi thoái vị, Bảo Đại ở ngôi 19 năm. Tuy nhiên, thời gian ông chính thức trị vì chỉ có 13 năm, tính từ năm 1932, khi ông chấm dứt thời kỳ du học từ Pháp trở về nước chấp chính, tới năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị, trở thành công dân Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, nhận lời làm cố vấn của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Câu nói nổi tiếng của ông giai đoạn này là: "Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước nô lệ." Có 13 người con được ghi nhận. Bảo Đại là vị vua duy nhất của triều Nguyễn, không có tam cung lục viện. Một trong những điều kiện mà Hoàng hậu Nam Phương đưa ra để chấp nhận lời cầu hôn chính là nhà vua phải đồng ý, một vợ một chồng. Tuy nhiên, với bản tính phong lưu đa tình, ông có rất nhiều tình nhân, trong đó có hai mỹ nhân rất gắn bó mà người đời vẫn gọi là Thứ Phi, bà Phi Ánh và bà Mộng Điệp. Sau khi Hoàng hậu Nam Phương qua đời, Bảo Đại tuy có rất nhiều phụ nữ khác nhưng chỉ làm hôn thú với bà Monique Marie-Eugène Bodo người Pháp vào năm 1982. Cho đến nay, có 13 người con của vua Bảo Đại được biết đến, trong đó có 5 người con chính thức do Hoàng hậu Nam Phương sinh ra. Những người con ngoại hôn là của các bà Mộng Điệp, hai trai, một gái, Phi Ánh, một trai, một gái, Hoàng Tiểu Lan người Trung Quốc, một con gái, Vicky người Pháp, một con gái và một người con nữa không rõ. Ngoài ra, Thứ Phi Mộng Điệp cho biết trong sổ gia đình của vua Bảo Đại do bà Từ Cung giữ còn có thông tin về một người con nữa nhưng không ghi mẹ là ai. Ăn lúc 13 giờ. Ông vua cuối cùng của Việt Nam qua đời lúc 5 giờ ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Bệnh viện Quân y Van de Grâce, Paris, Pháp. Đến ngày 6 tháng 8, ông được chôn cất tại Nghĩa trang Thiên Chúa Giáo Passy, Paris. Hôm đó trời rất trong xanh nhưng khi sắp đến giờ hạ huyệt thì mưa đột ngột đổ xuống, huyệt mộ ngập nước. Sợ trễ giờ tốt, mọi người ra sức tát cạn nước và khi nước cạn trời bớt mưa thì đồng hồ điểm 13 giờ. Cựu hoàng được hạ huyệt ngay lúc đó. Một thông tin thú vị khác là chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 của vua Bảo Đại đã phá vỡ kỷ lục chiếc Rolex giá trị nhất thế giới trong buổi đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 13 tháng 5 năm 2017. Nó được bán với giá 5.066 triệu đô la Mỹ, tương đương 113 tỷ đồng tiền Việt Nam thời điểm đó. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.